Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, thời gian vừa qua thì có rất nhiều câu hỏi được gửi về cho Phong thủy may mắn, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 về cát hung vận khí từng hướng và năm 2020 Canh Tý nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn tài lộc, mang lại bình an cho gia chủ. Hiểu được những lo lắng quan tâm của quý anh chị, ngày hôm nay chúng tôi đã làm một video về năng mệnh tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020 để quý gia chủ có thể tham khảo và chọn phương hướng hợp lý để khai sơn lập hướng, giúp cho ngôi nhà của mình đón được cát khí, vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an, may mắn, sức khỏe, an khang, tài lộc tấn tới. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi để tiến hành động thổ xây mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó có được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được mở rộng hơn nữa, về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ khỏe mạnh vui tươi. Tuy nhiên ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nạp âm ngũ hành là trường lưu thủy, đa phần là người thông minh, lanh lợi, cả đời vẫn thế, lên xuống khá nhiều nhưng về già vinh hoa. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thủy thổ tương khắc. Trong năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan thới thận, chú ý cẩn thận về tránh những tai nạn liên quan tới xương cốt. Một mặt năm nay cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác thì năm nay nếu như phải xử lý công việc có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu luôn mang bên mình để hóa giải. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn trong năm 2020 này. Các gia chủ tuổi Quý Tỵ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình. Quý Tỵ sinh năm 1953 không còn quan tâm nhiều tới tài lộc và sự nghiệp. Tuy nhiên trong cuộc sống thì cần có những lúc đưa ra những lời khuyên cho con đường sự nghiệp của con cháu. Quý Tỵ sinh năm 1953 hãy có những cảm xúc, lời nói cùng với các thành viên trong gia đình để có thêm động lực phát triển. Thiên ất quý nhân, thái cực thiên lộc là các cát thần sẽ chiếu mệnh cho bản mệnh trong năm nay. Thiên ất quý nhân phù trợ, đây là cát tinh vô cùng tốt, cát tinh này chủ về thông minh, trí tuệ, gặp hung hóa cát, vượng chủ, phú quý khá tốt trong năm nay. Nam mệnh 68 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế tổng thể khá tốt, thích hợp đi du lịch trong nhà, dễ có thêm nhân đinh. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới thì cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 68 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ Quý Tỵ sinh năm 53 sẽ là 68 tuổi nên sẽ không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai thì nam mệnh tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm 2020 Canh Tý. Theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mệnh sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trạch đất của mình nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, cần còn một phần khác xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách của căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh.
Trong sách Tề Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất, vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng, tu tạo sửa chữa cho căn nhà của mình. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn trong Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyền Sát, Mộ Long Biến Vận Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phù hợp với trạch đất với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, tuy nhiên thì cần chú ý xây dựng sẽ phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà mình, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí cát lành, giúp người sống trong nhà được bình an may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trong trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với tuổi của trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành xây dựng sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với tuổi gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mệnh. Với nam mạng Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt trạch đất Tây Tứ trạch, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ trạch, đó là hướng Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ trạch không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh. Mặt tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Cùng với đó theo huyền không phi tinh năm nay sao tam huyết chủ bị kiện tụng thị phi, tranh chấp, trộm cướp đáo tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành xây sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút, nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đinh.
Trong trường hợp gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 53 đang ở nhà hướng này cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm năm vượng địa hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng nam gồm 3 sơn bính ngọ đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ Quý Tỵ sinh năm 53 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là do văn khúc thuộc thủy tượng quái lạc hẳn. Chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mạng rơi vào trường hợp thứ ba là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ giúp mang lại cát lành may mắn, vượng khí cát khí cho căn nhà mình chuẩn bị tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà mình bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng phương án chấn hương trạch đất giúp ấm lòng vượng địa, mang lại bình an may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù trục để hóa giải. Còn đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung hóa giải thị phi hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc kỵ tà hóa sát hóa giải thị phi chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Còn trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Quý Tỵ sinh năm 1953 đang ở nhà hướng bắc cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng điện hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng đông gồm 3 sơn giáp Mão Ất và có độ số trên La Kinh từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ, nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với nam hàng Quý Tỵ sinh năm 1953 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc đông tứ trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với nam mệnh Quý Tỵ sinh năm 1953 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch không được tuổi, đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đình trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mệnh đang nhà hướng đông cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa
trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây gồm ba sơn canh dậu tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tòa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tòa giáp hướng canh và tòa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tập bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng. Khoảng 1 năm thì có của, vượng tài phát lộc lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn tuất càn hợi, có giải độ số theo la bàn từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bắc bạch tài tinh đáo đến, bắc bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa chọn thời điểm sau Đông Chí khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Năm Mệnh Quý Tỵ sinh năm 1953 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được diên niên. Đây là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Còn hướng Đông Bắc thì gồm 3 sơn sửu cấn dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đối thiên sát, anh chị chọn mới tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Quý Tỵ 1953 nam mệnh xây nhà và ở hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng lên, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Sa Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất thì gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tòa càn hướng tốn và tòa hợi hướng tỵ phạm mộ lăng biến vận nên không xây mới nếu chọn vào tháng cắt lành tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tòa thìn hướng tuất thì không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể.
Mệnh chủ quý thể sinh năm 1953 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, bị phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly. Chủ bị nóng này nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với mệnh chủ nam mệnh quý tỵ sinh năm 1953 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành xây sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân định. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì chọn năm khắc đắc vận, đắc long, đón thiên khí, vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi quý tỵ sinh năm 1953 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi quý tỵ sinh năm 1953 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch hợp hướng, được phục vị rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nằm dưới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi quý tỵ sinh năm 1953 nam mệnh sẽ rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên, là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long, phủ long tương chủ thì xây dựng không gì khác bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phủ long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, đào phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi quý tỵ sinh năm 1953 và những điều cần biết khi xây nhà năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như đồng thổ, tu tạo, sửa chữa sang ngày cưới hỏi, cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị ngay nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.